Cuối ngày 18 tháng 4, nhiều người dùng Facebook Messenger tại Việt Nam bất ngờ khi không thể gửi được hình ảnh, tệp tin hay video thông qua ứng dụng trên di động hoặc tính năng trò chuyện trên phiên bản desktop. Theo đó, không ít người dùng khi gửi nội dung này đã nhận được thông báo với nội dung việc gửi đi thất bại, không thể hoàn tất tác vụ, cùng lỗi. Nửa đêm, rạng sáng ngày 19 tháng 4, nhiều người dùng vẫn chưa sử dụng được Facebook Messenger bình thường. Không chỉ người dùng Việt Nam, người dùng Facebook tại nhiều thị trường khác cũng than trời vì lỗi bất ngờ này của ông lớn mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Ghi nhận trong đầu giờ sáng ngày 19 tháng 4, nhiều người dùng Facebook Messenger đã bắt đầu sử dụng được bình thường, trong khi đó tình trạng gặp lỗi với một số ít khác vẫn tiếp diễn. Nếu bạn nằm trong số này, đây là một cách có thể giúp bạn khắc phục nhanh vấn đề, thông báo lỗi nhiều người nhận được. Cụ thể, một số người dùng phản hồi rằng việc khởi động lại ứng dụng Facebook Messenger có thể giúp họ tiếp tục gửi được tin nhắn một cách bình thường. Đối với trình duyệt web, người dùng cũng có thể áp dụng cách thức tương tự là khởi động lại trình duyệt. Tuy nhiên, qua thử nghiệm thì cách này cũng không có tác dụng với tất cả người dùng. Hiện tại Facebook vẫn chưa đưa ra bình luận về lỗi liên quan đến Facebook Messenger lần này.